À, nãy giờ cũng nói chuyện với cô một chập, tranh thủ thời gian cứu gần chiều rồi mọi người. Cái con mấy giờ rồi? 2:30 rồi, quay chập nữa về được rồi. Đó thì đây là buổi chiều, mình đi tới trưa tới chiều luôn. Buổi trưa thì mình quay bên kia YouTube TV 86, buổi chiều thì mình tranh thủ quay ở đây. Đó. Nếu mà có gì hay á thì coi thì mọi người có tới chứ lên Khánh Bình đó mọi người, Tân Nguyên, Bình Dương á thì có thể tới đây được, gặp ở đây được. Đấy là giờ buổi chiều rồi, là có người vào để chụp hình hết luôn rồi. Lúc trưa mình tới thì không thấy ai. Buổi chiều hình như là mấy cái bông hoa này là nó ngước cái mặt lên rồi mọi người. Hồi nãy là mình thấy là không thấy. Mình đi buổi trưa quá thì mấy cái bông này gần như là nó cuối hết. Bây giờ buổi chiều mát là nó có lên lại mọi người. Đó. Xa xa kia là có hai cây đàn nha, thật tình. Thôi em ẩm cháu vô đó coi chừng bị ông chích á. Dạ. Trong đó ông nhiều lắm, với là phấn ho là nhiều khi trẻ con đó, nó bị mặn cảm với phấn ho em ạ. Dạ. Nhiều khi là trẻ con nó bị mặn cảm với phấn ho là nó dễ bị ngứa hay là bị ấy lắm. Dạ. Coi, chị ta cười vậy. Dạ, con vô lên YouTube luôn nha. Cười với chú cái nào. Biết cái mặt kìa. Nó cười em à. Có thấy không? Ở miếng miếng kìa. Chào mọi người nào. Yeah. Chào mọi người nào. Cưng. Em ở gần đây luôn hả? Dạ. Yeah. Gần đây ẩm chấu ra chơi. Ẩm xuống tại vì nãy em đi phấn hoa rất là nhiều. Nhiều khi là em bé là mặn cảm, mình không biết được về nó dễ nổi. Đứng trên đó, mà đứng trên hay là qua bên đây em thấy mấy cái bông bên đây nè. Nó ngước cao lên á, mình chụp được. Mày ghép sáng mà đẹp. Đúng rồi. Buổi chiều mát là bắt đầu hoa là nó ngước mặt lên rồi mọi người nha. Hồi nãy mình quay buổi trưa quá, hoa là nó. Ngồi yên cho anh quay xíu. Rất là đẹp. Đừng có nhìn vô ống kính. Em nhìn giống kiểu đang mơ mơ ở đâu á. Rồi rất là đẹp. Hai đứa cho anh hỏi là hai đứa là ở gần đây không? Chạy xuống đây luôn. Từ sao biết chỗ đây mà chạy xuống đây? Vừa ham hố quá là chạy xuống đây đúng không? Dạ. Vậy xuống đây là thấy cảnh nó sao, có giống như trên hình ảnh không? Trên phim dạ, luôn. Có hả? Dạ. Thấy có thất vọng hay là thích? Dạ thích ạ. Ở đây nói chung là hai đứa đi nắng. Dạ. Đúng không? Còn em ở trên đó luôn hả? Dạ. Đầu đường cái coi. Mất cỡ gì đâu, mình lớn rồi. Có người yêu chưa? Dạ có rồi. Có rồi. Hơi buồn vậy á. Con bé này có người yêu chưa? Dạ có rồi anh. Có luôn? Dạ. Thiệt hả? Sinh năm bao nhiêu mà có người yêu rồi? Em 96. 96? 96 là giờ nhiêu tuổi ta? 25 rồi. 25? Dạ. Có người yêu được mấy tháng rồi? Mấy năm rồi chứ anh, mấy tháng gì? Mấy năm rồi? Dạ. Trời, anh nào có phước vậy? Rồi anh cảm ơn nha. Thì tranh thủ mình cũng quay một chút xíu ở đây luôn mọi người. Tại vì cái kênh này mình quay sơ thôi. Mình đứng quay bên kênh YouTube từ TV 886. Mọi người có xem thì chạy vào đó nó sẽ rõ ràng hơn nha. Đây là cái con đường mà người ta gắn nhiều trong trống nhất nè.
hai bên là có hoa giấy, để hai hàng chậu giấy cũng rất là đẹp mọi người. Chậu giấy rất là nhiều màu. Tới là nhớ tới buổi sáng mọi người nha, chứ buổi trưa là rất là nắng. Mình sai lầm nhất là đi buổi trưa, tại hứng hứng là đi luôn mọi người. Ủa cô bên trong gì hả cô? Môn hả cô? Ủa cái này mình trồng hay là mình thu hoạch đi cô? Cái này ha, trồng thu hoạch nha. Trồng rồi bây giờ, trồng thu hoạch. Kho này gọi là cái củ sọ chứ, kho sọ chứ. Đúng rồi, kho sọ. Dạ. Trời, còn cô đi bộ đội còn cũng trồng. Nhưng mà trồng không có thấy lên à. Có mấy ông cán bộ thấy đất trống. Đất trống vô mấy anh ta kêu thôi đất trống không có làm gì hết. Mua vài ba bao kho sọ trồng rồi có gì có ăn. Không, mình đã phải đánh cho mặt mầm ở trồng chứ đâu phải mua gì trồng liền được. Con đâu có biết đâu, ông kêu sao làm gì mà. Đúng rồi. Bắt đầu phải để 6 tháng 3 tháng gì nó mọc mầm lên mới trồng. Bắt đầu tới mấy chục người luôn đi trồng. Cũng là chưa nắng gì nè mà đất đồng đai. Trồng xong không thấy cây nào lên hết trơn. Lâu lắm rồi mới lên, không nào đâu. Cái này là mình trồng bao nhiêu lâu là thu hoạch cô hả? 6 tháng. 6 tháng luôn. Ừ. Rồi. Vô 1 kg gì là bao nhiêu tiền cô? 20.000 nè. 20.000. Ờ. Làm nhiều quá. Không xuống gì đâu. Dạ. Lần 5 cổ lắm. Cái này ăn là ở trong là khi mình luộc á, cái vỏ này mình chỉ cần tuốt là nó ra hết đúng cô? Do đó là nó nhớt đúng không? Nhớt. Cái này ngoài mình luộc ra rồi còn nấu được cái gì ăn không cô hả? Nấu, người ta nấu cà ri đó. Cà ri hả? Với là nấu chao, vịt nấu chao á. Ủa vậy là nấu bằng củ này hả cô? Vịt nấu chao là phải củ môn. Tôi còn thấy cái củ chà bá mà, cái củ. Cái củ kia là củ cái với củ phải tàu lớn, còn cái này phải giáo. Hàng ngủ gì mà đẹp quá. Ồ cái cây đó là nó lên gì hả cô? Cây chú cuốc là lên gì hả? Nó cao lắm nhưng mà nó đuổi rồi đó. Rồi sao giờ nó giống như là cái cây nấu canh chua đó. Cái bạc hà đó. Ờ rồi thì cái ông. Này nó ngứa tăng tăng luôn. Ồ vậy cái này có ăn được không? Có ngứa không? Không, nó chín rồi ngứa. Giống như nấu canh chua là cây bạc hà. Nãy vô có vô vé không? Có. Nãy chị kêu quay phim thì khỏi lấy tiền. Nhưng mà cái là người ta cũng làm từ thiện mà. Ý tốt mà mình cũng không có ấy làm gì. Chỉ công sức người ta trồng này nọ. Chứ còn đâu ai không không rồi tự nhiên. Dạ. Người ta trồng vào công sức người ta nữa. Ủa chú là cái cây này là cái củ bên kia hả chú? Nó củ nào nè. Ủa giống như cây môn ha. Thôi con trồng nhưng mà trồng là người ta đem củ vậy không ạ? Dạ. Cái hồi là con đi bộ đội là mấy ông đó là đưa cho cái củ này nhỏ mà cho tụi con trồng. Nó đúng là để phải 3 tháng. Nếu mà để 4 năm tháng cái này diện khô là cũng khô đâu được tôi. Cái mình đem để xuống tưới nước cho nó mọc lên. Cái mầm này nó khô rồi. Ủa cái này gì là có trồng được chứ? Trồng trồng không lên. Không lên hả? Nó tươi riết vậy à. Ủa kìa. Mấy là cả 2-3 tháng nó không lên. Ủa vậy là mình phải sao mình phải để mọng gì hay là bẻ? Còn bẻ mỏi. Nó cho gãy vậy nó cũng còn trong này nè. Còn đây nó cũng lên nè. Cái củ này bó riêng. Nhỏ nhiều bó riêng nè. Phải lựa ra nữa. Là một lần cho tới cái củ này củ nhất 15 ngàn. Cái này thì chừng 7-8 ngàn một ký. Nó về cái ông lá quế rồi. Lâu lắm rồi con mới thấy lại. Nói chung thấy củ không chưa thấy cây lần nào luôn nha. Trắng ha. Cái con này là dâu đắng không chú? Dâu đắng không? Dâu đắng ạ. Ủa sao không hái nấu canh? Trời đất nào hái. Nó non kìa chứ nhà già rồi. Mình ăn cũng còn được. Này già đắng lắm. Đắng hả? Mà đều rửa sạch ăn cũng được. Này dâu đắng mà ta. Thì dâu đắng. Trời nhiều cái này bà má thích. Con thích cái mà nó già. Này nấu canh được không? Cậu già quá. Thấy mấy người miền Tây cũng nhỏ họ nhỏ nó họ nấu canh. Dạ. Ra bông hết là già hết nè. Già rồi. Con non xuống đâm người. Để lát nữa con xuống có. Móp dưới. Từ từ. Mắm mọc lên chừng cái đó là cô chú luôn hả? Nó mắm mọc lên chừng miếng vậy á, trừ hái cái gì rửa để đi rửa gì rửa sạch rồi nấu canh cá lóc á, thằng mát lắm. Con thèm á. 92 cô. 92 rồi tư thân. Dù cái cô đó bây giờ làm gì cô? Nó làm ở dưới văn phòng Minh Long á, biết không? Minh Long không? Không cô. Minh Long gần eo anh đó. Làm dưới. Vậy bữa nào cho con số điện thoại của cô gái cô coi.
92 là bây giờ là cũng hai mấy rồi cô ha? 29-30 gì rồi đó. Dạ. Năm 92 mà nay 2001 rồi. Ủa chưa có bồ luôn hả cô? Hai bữa nào cô lên lại cô vô nhà cô chơi nha. Vô cũng khó gặp lắm, tại vì ngày chủ nhật nó mới nhà. À thì chủ nhật cô lên. Đi làm suốt luôn. Chủ nhật con lên cũng được, coi thử em nó tính cách sao. Bữa nào cô lên lại cô làm mai cho con nha. Làm sao làm mai được, mẹ làm mai cho con. Thì cô giới thiệu, cô nói là có cái người kia quay phim là làm, là mẹ thấy cũng được lắm. Cô nói kiếm chồng đi rồi mẹ có chết thì nữa có đứa con, rồi ví dụ ấy đường cùng ở được có đứa con. Nói mẹ bỏ qua vấn đề đó đi. Trời. Mấy năm về trước tôi nói mẹ bỏ qua vấn đề đó đi. Không có nghỉ ngơi đâu, nghỉ mệt rồi cô ha. Không nghỉ ngơi vậy lâu. Nghỉ rồi, mình hãy tới chờ chút mà mình làm thủ chứ. Đây để cô dình phụ cho cô cái này xuống nè. Nắng á. Dạ. Trời. Ôi này cũng nước ra đây bạn gái coi. Bữa nào chủ nhật, bữa nào hay là tôi nói cái tuổi tí này là lấy vợ tuổi thân với lại tuổi thìn đó là hạt. Dạ. Thì con tuổi tí rồi, con gái của cô là tuổi thân, tuổi thìn chứ. Cô cái lát nữa ghi cái tên kênh còn lại để em đó coi. Coi biết đâu là em đó ghiền rồi sao. Ghiền luôn hả? À. Biết đâu em đó ghiền để chủ nhật con lên lại. Có hồi bà nói tôi nói sao biết bạn. Ai kêu mày lên bạn muốn hẹn hò nữa mẹ nữa. Để gì là mấy đâu em nó có thấy rồi. Biết đâu thấy mặt con rồi em nó chịu sao. Trời ơi. Lát nữa cho con cũng có để ảo có cái viết đi. Cô không có. Khi cái tên kênh con lại về đưa em đó xem thử. Biết đâu được ý. Duyên số mà. Duyên nợ đâu đưa đấy. Dạ. Bán ra. Coi nếu ai được. Nếu ai được thì chủ nhật con chạy lên lại hẹn em đó ở vườn bông nè. Vậy gì ở nhỏ đó mở đó. Nhỏ đó là có đi uống cà phê gì có. Có cái vườn bông này nó sáng sủa hơn. Chạy vô quán cà phê chị sớm rồi. Vậy là một cái nằm rảnh thôi. Tôi tính cách sớm mà thôi. Để bỏ đi là bỏ vô đó đi. Hồi đó nó dạy thêm mấy đứa nó học chung nó mà nó dạy thêm tiếng Hoa là giờ kêu nó bằng cô không mà học chung lớp hồi xưa mà nó học đại học Sài Gòn ra cái em, giờ em đó em đó biết tiếng Hoa luôn hả cô? Thì nói tiếng Hoa đó một lần lúc trước nhà nó dạy thêm nhưng mà giờ màng cực quá không có dạy nữa. Con cũng thích quen cái cô gái nào mà biết tiếng Hoa. Thiếu gì thiếu giờ người có tiếng Hoa không, nhưng mà tự nhiên thích trước là con đã thích rồi thích tiếng Hoa. Nhưng mà học thì không học có mấy lần nhưng mà mình học cũng vô. Nó nói mệt lắm, nó nói chuyện với mấy người nước ngoài cả tiếng mấy, hai tiếng đồng hồ mình có biết gì đâu. Thì ví dụ như là con mà lấy em đó về kêu mà em có chửi anh, em chửi bằng tiếng đó nha. Để khỏi biết, chỉ chửi bằng tiếng Việt nóng mặt. Con cảm ơn hai cô nhiều nha. Con đi vòng vòng xíu mà con về chiều rồi. Con đi nha cô nha. Dạ, đi xe máy. Có thể chủ nhật con lên lại lần nữa. Chủ nhật ở đây họ đông lắm. Yeah. Như ông này nói hôm qua đông. Bữa nào mà lên lại gặp cô giới thiệu con gái cô cho con nha. Nói chủ nhật lên đây nếu mà có lên lại là hẹn ra đây nè. Nhìn đẹp, lãng mạn. Thì ra qua uống cà phê. Con cảm ơn hai cô nhiều nha. Dạ, đi đi cô. Cô đi luôn chú ơi. Dạ. Thì mình có lên cái chỗ làng hoa Tân Ba mà ơi không phải là cái chỗ vườn hoa Khánh Bình á. Mọi người coi bữa giờ mình có quay trên kênh YouTube TV 886 thì sẵn tiện mình bỏ kênh YouTube tôi đây luôn. Nãy giờ cũng nói chuyện với cô một chập, tranh thủ thời gian cứu gần chiều rồi mọi người. Cái còn mấy giờ rồi, 2:30 rồi, quay chập nữa về được rồi. Thì đây là buổi chiều mình đi tới trưa tới chiều luôn. Buổi trưa thì mình quay bên kia YouTube TV 86, buổi chiều thì mình tranh thủ quay ở đây. Nếu mà có gì hay thì coi thì mọi người có tới chứ lên Khánh Bình đó mọi người, Tân Nguyên Bình Dương đó, thì có thể tới đây được, gặp ở đây được.